Đây chị đang làm món gì đây chị? Cái này là súp vịt cồ là nhiệt đới. Còn cái này là mít là hỗn hợp có thêm trái cây tươi. Dùng từ dâu tầm nhưng mà nó là cách pha khác nhau. Mà phải có cái này chút xíu. Tạo cho chút xíu chanh lạ, đúng rồi. Phải tạo cho vị lạ. Cái này mà mít mình có thể pha hai cái. Một là soda, hai bảy ớt. Ok. Còn cái này mình có thể pha loãng ra chút xíu tại vì nó là nước cốt. Cái này là nhiệt đới, mình sẽ chế thêm cái cốt lên. Đây, đây là dâu khô của nó, dâu tằm, đặc trưng. Cho nó đẹp, bắt mắt. Còn cái này bốn loại trái cây tươi lượn nhưng mà hết một loại thì còn lại ba loại. Thôi chị, còn dưa hấu nữa mà hết dưa hấu. Nhận lòng. Khôm là tạo ra cái vị ngọt và cái vị để dành làm cho cái nước mít này nó ngon hơn. Thay vì mình thấy chanh chút xíu thì nó bắt buộc nó phải có chủ động cái món này. Rồi bây giờ bỏ thơm vô. Cái này tùy theo mình muốn bỏ bao nhiêu cũng được. Cái này là để đặc trưng lần sau. Còn bây giờ bỏ đá vô. Hoa quả này ra vô. Xíu cho nó nằm ở trên nữa, nó tạo ra một cái cốt nhìn đầy cái ly. Ok, ok. Rồi cái này rắc lên cũng tạo ra cái vị độ thanh ở trong cái nước. Dùng quay. Ok, lát đi đầu lên nhìn cái ly cho nó bắt mắt, có thể check in check to được nha mấy nàng. Okay. Một chút xíu dâu tầm. Mất dâu tầm, lấy từ cái dâu tầm khô này nó ra những cái nước cốt này. Đó. Thì cái món ăn này thì điều, cái món nước này điều đặc biệt quan trọng nhất là phải như thế nào và nó khác gì so với các cái món nước mà mình đã từng uống. Món nước này là đặc trưng khi bạn em ở trên giường và cho em cái nước cốt của dâu tầm đây. Rồi em tự về pha mà em thấy nó ngon mà nó hay lắm. Rồi em sẽ tìm hiểu rồi mở ra một cái test quay đi ra thị trường. Bây giờ mới khởi đầu chỉ là một xe thôi nhưng mà sang năm tới cũng có thể là nhiều xe. Tại vì đặc trưng cái nước này nó phải cần có nước cốt ủ nó, phải cho nó đủ bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng thì nó mới đủ ra được cái nhiễu từng giọt, nó mới ra được cái nước cốt. Mình lấy từ nước cốt đó pha ra hết tất cả cái loại nước tùy theo mình. Rồi em cảm thấy ngon rồi em bỏ ra. Thấy là lạ bỏ vô từ một trái cây này nọ rồi cho cắt vừa uống rồi có thể ăn. Mít là hỗn hợp từ trái cây, bất kể mình bỏ trái cây nào cũng được. Đấy. Còn nếu mà sốpico là nhiệt đới thì mình chỉ dùng đặc trưng là từ dâu tầm. Vậy tại sao em có lên thương hiệu là như vậy? Là sốpico. Cái này vừa đẹp da rồi tạo cho mình có một cái giấc ngủ tốt. Người lớn tuổi người họ sẽ dùng cái nước cốt này, họ uống mỗi ngày một chung và tạo cho tim mạch và giấc ngủ của họ sẽ ngon. Và đặc biệt phụ nữ mình là uống những cái này da mình rất là đẹp. Một ly như thế này thì bán bao nhiêu nhỉ? Một ly của nhiệt đới súp vịt cồ thì chỉ có 12k. Còn mà mít hỗn hợp thì là 15k. Một ly súp vịt cồ không thì có 12k, một ly hỗn hợp có đầy đủ, có trái cây, có dâu tầm, nói chung là đầy đủ nhất các bạn. 15k. Chị ơi, chỗ điểm bán của chị là mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 10 giờ sáng cho tới tối, full tới tối. Tùy theo số lượng khách. Từ 10 giờ sáng cho đến tối. Cho em hỏi là địa chỉ ạ? 103/27 phường 1, quận 10.
Không mình em. Có giao hàng đúng không? Có, ship dạ, hết. Ship hết nhưng mà nếu mà gần phạm vi từ Angel thì miễn phí. Còn nếu mà xa thì bắt buộc là phải tính phí. Nhưng mà từ 10 ly trở lên nha mấy nàng. Mới làm miễn phí tại vì quá rẻ.